Ai đang thổi khen ấy? Thổi khen hay là nhạc ấy? Nhạc điện thoại. À thế à? Đây cầm hai cái này với cả bánh kẹo nữa. Feng Feng xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Anh cầm luôn cả cái này đi xuống thì cái này xuống tí nhà một nhà bé bé ở dưới kia đi. Hôm nay Feng quay lại nhà em bé Hà, con của em Trần. Em bé Hà 9 tuổi các bác ạ, rất là xinh gái mà lại bị không may là bị liệt nằm một chỗ, rất là thương. Các bác trên kênh của Feng Feng đã năm ngoái đã giúp được rất là nhiều. Ô cái chuồng kìa, con của ai đấy? Thế à? Mặc quần rồi chứ? Lát thì cho à? Lát lát tì thì mới được nó thả. Chào con nha. Ờ ngoan nhỉ. Đây là Hương à, cái gì nhỉ? Đây là Hoa. Hoa. Bé nhà Hương này. Con hôm nay không đi học à? Đi. Chị Hà đâu? Chị Hà ở trong nhà. Em Hương đâu? Em Hương kia, ai buộc tóc cho con đẹp thế? Hả? À thế à? Để bác vào trong nhà chơi nhá. Đấy, ngôi nhà cũng rất là sạch sẽ. Cái này để ấy, cái này để cho mang dưới. Chào nhá. Là vợ của em Trần, có cái tên rất hay các bác. Em trịnh trọng giới thiệu tên của em cho các bác ấy. Tên là Nhị. Tên của em là Dương Thị Nhị. Dương Thị Nhị. Nhà em có mấy đấy, mấy anh chị em? Có 5 ạ. 5 à? Đó. Có anh nào tên là có chị đâu không? Có hai đứa. Chị tên là gì? Chị tên là Sâu. Ui giời, Sâu à? Tên là Nhị này. Đã, Nhị này thì có mà đáng nhẽ là phải chồng Trần là phải đổi tên là Dũng. Dũng Nhị không, chứ không phải là Trần Nhị. Đâu anh đi vào trong nhà thăm bé Hà. Đây là ngôi nhà được các bác giúp lên gạch này. Rất là sạch sẽ. Chào con nhá. Đã ăn. Con đã ăn gì chưa? Bé Hà này 9 tuổi rồi nhỉ. Anh nên anh không mua được gì, anh mua được ít ấy, được thùng mì tôm với cả mua một thùng sữa với cả ít bánh kẹo cho trẻ con. Em lấy kẹo cho trẻ con đi. Đây là sữa, cái thùng sữa ở dưới này, đây này. Đây thùng sữa, cái mì tôm đây. Hoa mẹ buộc tóc cho đẹp nhỉ. Đâu gọi chị em Hương vào đây. Hương vào đây no tha. Nhanh. Nhanh. Vào đây. Thế còn em bé nữa đâu? Ngủ rồi à? Em nhà em Nhị này thì là có 3 con gái. Đẻ được một em cuối cùng là con trai. Nhưng mà thật sự với các bác là cũng có một chút rồi, là hơi buồn buồn một tí. Bởi vì em trai đấy là tay là cũng có 6 ngón à? Ở ngón nào? Thế à? Có dính mỗi ngón đấy thôi đúng không? Lấy kẹo chia cho trẻ con. Bác Feng Feng có thùng sữa nha. Cho con uống sữa nha. Năm ngoái được các bác giúp cho cái này để nằm này, với cả cái tivi này và lên gạch này, với cả có cái bếp nữa. Feng qua đây cũng trân trọng và cảm ơn các bác. Với cả giường nữa. Đấy, cả giường chiếu nữa. Bé Hà là cái hàm các bác nhai nó bị yếu nên là không nhai được. Ăn uống là toàn mẹ phải giúp.
Tao lấy sữa, mẹ mẹ bóc sữa ra cho trẻ con này này. Sáng nay mượn cu Trần đi cùng anh Phèng Phèng lên trên bàn. Nhà của Nhị là ở bên Thuận Hòa nhỉ? Vâng, Thuận Hòa. Có hay về bên nhà để mẹ đẻ không? Không, mẹ về lấy chồng rồi. Hả? Mẹ lấy chồng rồi. Ủa? Bố mất lâu rồi. Mẹ là mới đi lấy chồng à? Vâng. Lấy chồng xa không? Lấy dưới Minh Tân. Minh Tân dưới này. Bây giờ về gần. Thế là lại đi theo ông đấy à? Vâng. Ông đấy đến hỏi à? Vâng. Mà ông đấy cũng vợ ông đi đâu? Vợ ông cũng mất rồi. Là ở trên này là người Mông là cứ không may là chồng mất, là vợ mất, là lại đi tìm nhau. Sao lại thế nhỉ? Không giải thích được à? Ôi dồi ôi, hai đứa kia nó nhên kìa. Hoa Hương là phải chịu khó chơi với chị nhá, chị Hà nhá. Ton ton đi chơi thì chị ở nhà buồn nhỉ. Phải chơi với chị chứ nhỉ? Vâng. Tính ra em Trần này bây giờ vất vả này, bởi vì ba đứa con, xong là bây giờ một đứa nó là bốn đứa. Lấy cho nó đi. Thấy bảo đi buôn kem. Đi buôn kem mà em không lấy tiền ấy, em lấy sắt vụn ấy thì sẽ được lãi nhiều hơn. Sát vụ này cần một người chở nữa. Chứ nếu mà lấy tiền thì được lãi ít hơn. Đổi dép, đổi kem ấy. Cho bé Hà uống. Thế là tóc là cứ dài là em lại cắt cho à? Vâng, vợ em cắt cho. Có biết giết được không? Không giết được, mình phải bóp cho nó. À thế à? Cái cơ miệng ấy nhỉ? Vâng. Yếu. Vâng. Không nhai được luôn. Đấy. Cứ cho vào mồm là không thích. À. Cơm gì để ăn thì phải. Đấy. Trắng trẻo xinh gái. Hỏi đấy, hỏi đấy. Lại không uống à. Nói chung là nhà của Trần thì bây giờ lúc nào cũng phải cần người ở nhà nhỉ. Vâng. Hai vợ chồng bây giờ thì cứ là đi làm thì cho vợ ở nhà trông con, nhưng không làm được cái gì. Là lao động là chỉ có một người thôi chứ còn đâu không làm được. Cứ nắng thì mới tắm rửa thôi nhỉ? Vâng, cứ 1-2 ngày là tắm cho nó đun nước ấm. Thế lúc mà em muốn đi vệ sinh thì có biết nói không? Biết bảo không? Không, đóng bỉm. À, thế thì tốn tiền bỉm lắm nhỉ? Lúc nào cũng phải đóng như này á? Vâng. Đóng cả ngày luôn á? Đóng cả ngày, cả đêm. Ồ, thế à? Vâng. Thế một tháng chỉ mất mấy triệu tiền bỉm mà? Vâng, thường thường là đi mua bỉm là mỗi lần đi mua tổng cộng 300-400 về thì còn không đủ một tháng. À thế thì loại bìm rẻ à? Vâng. Thế là cũng một tháng mất khoảng 500-600 thôi chứ? Vâng. Không mất, nếu mà bìm kia mất mấy triệu thôi. Vâng. Thế bìm đắt tiền thì mất mấy triệu. Thì nếu có tiền mua bìm cho em thì cũng được, bởi vì nó vừa đỡ vất vả cho mình, vừa đỡ khó chịu cho em. Vâng. Đóng bìm thì tầm sáng sớm thay bình thì trưa mình phải kiểm tra. Nếu mà đi vệ sinh rồi thì mình sẽ thay cho. Cũng không biết nói. Vâng. Đấy, Hường với cả Hoa là phải học giỏi biết chưa. Cười. Cười. Học giỏi mai kia còn chăm cho chị chứ nhỉ. Bố mẹ già thì bố mẹ không chăm được em chị rồi. Phải chịu khó đi học rồi nhá. Học giỏi mai kia còn chăm cho chị mình chứ. Chứ không mai kia bố mẹ già, bố mẹ không chăm được chị rồi đâu. Nhá.
Hà là 9 tuổi nhỉ? Vâng, Hà 9 tuổi. Thế còn Hoa? Hoa là 4 tuổi, nên là gần 5 tuổi. Thế còn Hường? Hường là 3 tuổi. 3 tuổi. Dạ. Thế còn em Cò kia? Cò được hơn 4 tháng. Đâu anh xem em Cò nào. Cò đang ngủ. Đang giờ trưa các bác. Ngủ lăn. Ừ. Này, tay bên nào bị được? Tay bên này. Thôi kệ nó cho nó ngủ. Thôi thôi kệ. Thôi để cho nó ngủ em ơi. Ừ. Cũng không may là bị thêm một ngón. Trưa mẹ nấu mì tôm cho ăn đi. Không, đã ăn gì chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi à? Không thì nấu mì tôm cho trẻ con ăn. Ờ, anh xuống chơi một tí xong anh xuống nhà ở dưới kia. Cái nhà A Sử nhỉ? Nhà A Sử. Nhà A Sử có cái nhà cũng bé tí bé tẹo. Nên là xuống thăm một chút. Có thùng mì tôm mang xuống tặng. Hầu ta rồi nhỉ? Ta là hết rồi nhỉ? À. Tem gì đây? Có tem trúng thưởng không? À, cái gì đây? À, thông tin sản phẩm. À, em lấy thêm cái này, cái gói kẹo. Đây mang xuống hai gói thì cho các con ở đây một gói, cầm thứ một gói. Bye bye nha. Em cú này là bị cái mí bên này là nó hơi bị lệch một chút, nhưng mà mai kia lớn thì chỉnh được. Cái đấy đơn giản thôi. Học giỏi nha, học giỏi nha. Vâng, bé vâng, đang bận nó tha rồi. Bác chào nhá, bác đi đây. Bác chào nhá. Thương quá, bác chào nhá. Bác xem tay nè. Tay này nó cứ co quắp vào. Đấy. Thi thoảng phải lắn tay, lắn chân cho con. Đấy, tay bên này nữa, bác xem nào. Đây xem nào, lúc nào nó cũng co quắp. Đấy, không rũi ra. Bác chào nhá. Năm ngoái các bác giúp cho cái ghế này nằm di chuyển được. Thôi đi. Anh đi đây. Thi thoảng anh lên chơi. Xuống nhà A Sử các bác. A Sử có cái nhà như cái chuồng chim bồ câu ở dưới kia. Có khi nhà này bé nhất khu này rồi. Vâng, khu này là nhà bé nhất rồi. Đấy vào con gà nó chạy vào đúng không em? Không biết là nhà Sử có nhà không nhỉ? Vẫn ở nhà. Đi em. Nhà tít ở ngoài kia kìa. Cái nhà bé tí tẹo kìa. Bố A Sử là nhà nào? Nhà này ạ. Cũng cái nhà đất vỡ vỡ này đây à? Nói chung ở trên này này thì là hoàn cảnh khó khăn các bác ạ. Bố mẹ mà không có thì con ra ở riêng thì cũng cái nhà bé tí thôi. Bắp cải trên này nó bị già hết rồi nhỉ? Bắp cải qua Tết là trồng thì nó mới tốt được. Giờ nó khô hết rồi các bác. A Sử này có mấy đứa con nhỉ? Hai ạ. Đi đường bờ ngô luôn à? Ờ, đây nhà có bố A Sử đây. Không biết là A Sử này sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2002. 202 à? Vâng, còn vợ thì 2000. Vợ hơn 2 tuổi. Vợ hơn 2 tuổi á? Vâng. Ở đây đã cố gắng vất vả là để kiếm tiền xây cái nhà, nhưng mà cũng khó lắm, bởi vì trên này không biết làm gì ra tiền nuôi trẻ con ăn học là một điều. Nếu mà được đi học tốt là điều tốt lắm rồi. Như này phải tầm vài chục năm nữa, 15, 20 năm nữa. Nếu mà các con nó đi học, sau nó đi làm mới có thể là sau này cùng bố mẹ xây lại cái nhà. Chứ còn đâu như này không có thể xây được. Đây, nhà biệt thự me me. Cái này là khách sạn ngàn sao các bác. Bé tí ấy. Xong lại còn làm đằng trước cửa nhà luôn. Chuồng lợn.
Chào nhá. Đang làm gì đây? A Sử đâu? Nó đi đâu? Ở tận đâu? Lại đi Hà Giang rồi à? Lợn như này nó không chạy ra ngoài à? Ờ, đây là chuồng lợn này. Đây là tài sản của đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng được hơn 2 năm rồi các bác đây. Đây có con gà. Ấy, nuôi con gà. Gà trống. Đây không biết cái gì đây. Đây này. Đây chắc là để gà. Chúng nhốt một con gà ở đây. Ừ. Đây là ngôi nhà của A Sử các bác. Đi vào trong nhà. Xuống nhà A Sử chơi. Nhưng mà không có gì cho A Sử. Có thùng mì tôm cho A Sử nhá. Em tên là gì? Em tên là Văn Thị Mỹ. Mỹ à? Vâng. À, Sử Mỹ. Thế anh trẻ con đâu rồi? Ngủ rồi ạ. Có một đứa đi lên trên nhà ông rồi. Hai đứa à? Vâng. Em cảm ơn nhé. Ờ, có một chút chút thôi. Nhà em mà chưa có điện à? Chưa. Thấy có cái ắc quy này các bác. Vâng. Thế em đi làm bình thường thì em chắc chỉ làm quanh quanh ở nhà thôi đúng không? Vâng. Con nhỏ A Sử đi làm dưới kia thì bao giờ A Sử về? Lúc nào nó về cũng được nhá. Lúc nào nó về cũng được à? Ừ. Nó đi làm về nó có cho tiền không? Có, nhưng mà phải là người ta cho thì mới được tiền. Ừ. Như này mưa gió thì nhà nó có bị mưa các thứ nó hất vào nhà không? Cũng có ạ. Này gió lồng lộng luôn nhỉ. Vâng. Bảo A Sử chịu khó làm để có khi nuôi con cái ăn học xong là làm nào sửa được cái nhà tốt tốt một tí. Vâng. Chứ nhà như này thì tệ quá. Đây nguyên một giường quần áo với chăn màn. Đấy, đây. Con bé được mấy tuổi rồi? Thế đứa con lớn? Đứa con lớn 2 tuổi, sát đứa 3 tuổi. Con đầu là con trai đúng không? Vâng. Thế con thứ hai? Là con gái. Là con gái à? Vâng. Tốt quá. Chưa bọn em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn với gì? Ăn với rau. Đâu anh kiểm tra là... Đây có ấy à? Vâng. Ui giời, cơm. Nồi bé bé thôi à? Vâng. Rau gì? Đỗ à? Bây giờ phải cố gắng. Ở nhà em có gần, có nhiều ruộng ở đây không? Không ạ, mỗi từ cái nhà này thôi. Có mỗi đất ở đây thôi à? Chồng đi làm như thế một tháng được bao nhiêu tiền ở dưới kia? Bảo là một ngày 200 nhưng mà không biết đâu. Một tháng chắc là được 6 triệu nhưng mà phải họ đưa hết, không đưa hết thì không được. Làm cái gì rồi đấy? Làm phụ vụ, xây nhà các kiểu. À, cố gắng. Chứ bây giờ anh thấy nhà cửa như này sợ mưa gió rắn rết. Nhà em mà chồng có biết xây không? Chồng á? Ừ. Chồng đang học thôi chưa biết đâu. Thế à? Chứ nhà em như này có được vật liệu xây lại cái nhà thì tốt đây này. Nhà này bé quá. Bé như này trẻ con. Các bác chiều này chắc được mấy mét? Được 4 mét nhỉ? 4 mét. Một, chắc một chiều 4 mét, một chiều 5 mét được 20 mét vuông. Thế ngô có đủ ăn không? Có ạ. Trồng ở đâu? À, phải trồng xa. Vâng. Chỉ có mỗi ngô ăn thôi đúng không? Vâng. Còn đâu thịt? Không có, bây giờ gà chết hết rồi. Không có vịt à? À, không có thịt à? Không ạ. Bao nhiêu lâu rồi chưa có thịt cho con? Cho con ăn đi. Khi nào chồng về thì mới được, không về thì không được. Thế chồng đi làm này có nhớ chồng không? Cũng có. Cũng có à? Gọi điện để phải bảo nó là chịu khó và làm vào chứ đừng có nhớ vợ đi về. Đây cái gì đây? Cái này này. Cái kia là rau. Hạt giống rau. Đây là hạt giống cây hành, cây hẹ gì nhỉ? Thế còn đây là cái gì đây? Cũng là rau. Rau
Chân gà hay là không cái gì? Đây là quả ấy. Quả cà. Quả cà để làm giống ấy. Đấy, đây này. Này nuôi con nợn đây đúng không? Nấu cám này. Như này có sợ rắn nó chui vào nhà không đây này? Có. Cỡ. Đây, tối nó mưa gió ấy, sợ rắn nó. Đây, cái cột nhà này, cột trụ chính mà này, nhìn này á. Cái trại. Đây các bác, ngôi nhà không biết phải nói như nào nữa rồi. Đây này. Đây là một hộ gia đình các bác nhá, có bàn thờ đây này chứ không phải là cái lều đâu đây này. Như này cái tấm phên này chắc chỉ được một thời gian nữa thôi. Là nó đang mục hết rồi. Đấy. Nằm tạm bằng mấy cái cây này. Nhà của em Sử. À Sử. Bảo chồng là làm nhà khác đi, xem chồng bảo gì. Chồng bảo là chưa có tiền không làm được. Ngày xưa em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi rồi. Ngày trước chắc là xinh lắm nhỉ? Không, bình thường. Xinh em vừa nói em tên là gì nhỉ? Em là Văn Thị Mỹ. Mỹ đúng không? Ừ. Đây các bác, ngôi nhà bé tí tẹo luôn. À. Em ở đây luôn à hay là nhà ở đâu? Em á. Quê. Quản bạ à? Vâng. Thế làm sao mà quen được A Sử tốt thế? Lúc trước là bố mẹ chuyện về ở dưới tâm này. Thế là biết à? Vâng. Thế là lúc mà lấy mình về là vẫn ở trên nhà bố mẹ trên kia chứ đúng không? Không, ở dưới mi tân này. Lấy xong thì bố mẹ mới chuyển đi lên trên quản bạ. Ừ, xong là lấy chồng về là ở trên cái nhà của bố trên này đúng không? Vâng. Xong là ở bao nhiêu lâu thì ra đây ở riêng? Thế chồng bảo ra ở riêng à hay bố? Chồng ạ. Chồng bảo ra ở riêng. Thế ra ở riêng có thích không? Không biết. Ra ở riêng ông dựng cho cái lều siêu to khổng lồ này thì đúng là chán tệ luôn nhỉ. Đòi ra ở riêng tưởng hùng hồn như nào chứ ra làm cho cái nhà to. Ông ra cũng làm cho cái lều này. Đúng là nói chung là phận phụ nữ lấy chồng là phụ thuộc vào chồng. Nếu mà chồng mà làm được nhà to thì ở sướng, còn chồng mà không có làm cái nhà bé này thì cũng phải chịu thôi. Chắc vợ chồng em cũng làm cái nhà to mà này. Thế chồng có chịu khó không? Có. Có thương mình không? Có. Thế là được rồi. Nhà bé nhưng mà thương nhau là được, nhưng mà phải cố gắng. Chứ nhà như này thì gió nó phát nó bay luôn đấy. Nhưng mà hôm nào gió to thì phải chạy lên nhà bố chứ. Vâng. Bế con chạy lên. Chứ không to như này với cả cột kèo nó bé tí nó đổ vào đầu thôi. Hôm nào A Sử về thì anh xuống ăn cơm chơi. Vâng. Nay thì xuống đây thăm em tí, thăm nhà cửa tí. Đấy, rất là xinh gái các bác. Nhưng mà nhà em có mấy chị em? Có hai chị em. Em là chị hay là em? Là em. Chị cũng chắc lấy chồng rồi nhỉ? Lấy trên bạn phố kia. Thế là chồng em lấy em thì có mất tiền không? Có. Mất bao nhiêu tiền? 20 triệu. Thế về là 20 triệu rồi. Lấy vợ hết rồi nên là bây giờ không có tiền là phải ở lều. Thôi anh chào nhá. Rồi, mấy mẹ con ở nhà chúc sức khỏe nhá. Ừ, không có gì cả, cho được thùng mì tôm rồi. Anh bye bye nhá, chào nhá. Hôm nào A Sử về thì xuống. Ve cái gì vào đây đây? Lợn, chắc là lợn đẻ. Ghi vào đây cho nhớ ở nhà. Anh quay qua cái nhà cho các bác xem cái ngôi nhà. Ơi. Này, thế thôi nhưng mà hôm nào có gió là bay phấp phới luôn. Kiểu bạt nó đập vào phạch phạch các bác. Đây này. Đấy, một vòng. Bé như nhà Thúy Kiều ngày xưa. Hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân. Đây là nhà Thúy Mỹ. Đây, chiều này gió nó lùa vào đây này.
cũng mong là có thể là làm được cái gì đó cho gia đình, bởi vì Phen cũng tới đây nhiều, hoàn cảnh là cũng khó khăn, bởi vì chồng của em ấy cũng rất là chịu khó để đi làm để kiếm tiền, nhưng mà để là lấy được tiền về nuôi con là một vấn đề rồi. Đấy, bà bây giờ mà làm nhà thì không có. Đây các bác này, ở đây á, có được vật liệu xây dựng cát sỏi xi măng, xây được cái nhà tạm tạm cho nó chắc ở là người ta vui lắm các bác ạ. Đất thì có một cái khu này thôi, đến chuồng lợn kia là hết, ở bên này là của người khác rồi. Người ta cứ bảo là phải an cư mới lập nghiệp được, bây giờ nhà cửa mà không chắc chắn thì không thể lập nghiệp được. Đi làm mà cứ ở nhà gió to là lại nhớ đến vợ. Sao không kéo điện về? Không cho à? Điện là nhà bố cũng chưa có điện. Bố cũng chưa có điện luôn. Điện là người dân tự bỏ tiền túi ra mua. À, thế thì là, nhưng mà bố thì là ở trên này với ai? Bố ở với bà, bố mẹ. Bố mẹ, ông bà ở trên này. Trên này có mấy người ở trên đấy? Hai người. À thế à? Đây, dùng bằng cái tấm pin năng lượng nhé. Nó còn sáng không? Có. Ờ. Với cả cái AQ cái lúc nào hết thì đi sạc thôi nhỉ? Nó vẫn sạc ở trên này xuống. Tích điện từ trên vào trong AQ. À. Ban ngày này nó sạc từ trên xuống. Trời nắng là nó sạc từ trên xuống. Còn à, đêm thì mình lại thấp đi. Cái ba bình AQ kia là mua ngoài sao nhỉ? Mua ngoài. À, cả bộ nó như thế á? Ừ, không, cái này là mua ngoài. Còn cái AQ đấy là mua ngoài. Cái AQ đấy như cầm từ Quảng Đông về. À. Thôi đi. Lợn như này mưa gió nó có rét không? Có. Cũng rét à? Có mỗi một con các bác. Như này thì là thực sự với các bác là nó đầu cái nhà như này để làm các cái chuồng gia súc này nó có mùi hôi. Đấy. Ảnh hưởng đến sức khỏe với cả ảnh hưởng đến nói chung là không có vệ sinh an toàn, nhưng mà không còn đất nữa. Nhà với chuồng gà, chuồng lợn là ở chung đây. Đấy. Bên này là khu chuồng lợn với cả cái này chắc nuôi con gà gì đấy, bên này nữa này. Đấy. Đây. Đây cũng có cái chuồng lợn bé bé nữa. Còn đây là khu nhà vệ sinh. Biệt thự me me đấy. Rất là khó khăn, nhà bố trên này cũng khó khăn lắm. Đến điện còn chưa có để mà thắp sáng thì các bác biết rồi đấy. Cực kỳ khó khăn. Video của Feng Feng chia sẻ với các bác về cái ngôi nhà này và cái gia đình thăm lại nhà bé Hà, con em Trần. Đến đây cũng xin được kết thúc. Feng xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Feng.